thì nó nghĩ gì nó kể thấy thôi, chứ ai dạy nó. Nó nói vậy thà là mình tin người nhỏ hơn tin người lớn. Tại vì sao? Người lớn á, anh nói cho mấy anh nghe, người lớn có thể đầu mặt với nhau có thể nói dốc được, chứ con nít không bao giờ nói dốc, không bao giờ nó láo, tại nó thấy cái gì là nó nói cái đó. Mà tại vì đó, quý vị đã muốn cho người ta phải nói thì người ta phải nói, thấy không? Còn nếu như á, mình không muốn ta nói thì ta đâu có nói, mình làm đúng là ai có cái gì đâu mà nói được đó. Quý vị nhớ cho kỹ, ở trên cái xã hội này không biết bao nhiêu cái việc mà người ta chết, biết bao nhiêu người cái việc người ta chết đó, mà có ai mà lên cộng đồng mạng mà biện bình luận chuyện này chuyện kia đâu. Tại vì người ta chết có cái nguyên nhân của nó, cái lý do của nó rõ ràng, đâu đó rõ ràng rồi. Không, còn đằng này nó cái chỗ mờ ám, cái chỗ đen tối, cái chỗ mờ. Vì vậy mà bây giờ cộng đồng mạng người ta đang nhu cầu chính quyền sớm vào cuộc đó. Con đủ nhận thức, con biết, con chắc chắn luôn, con bảo hẳn với mọi người luôn là con có thảo luận với em con rồi. Và hai chị em con là quyết không nhận ổng làm ba nữa. Thì còn sinh thì là cũng phần ổng, nhưng về đảo làm người thì ổng không xứng để làm ba ổng con nữa. Nó thiệt, giờ so với cái vai làm ba, mấy cậu của con làm còn tròn hơn ổng nữa. Con bị bệnh cũng mấy cậu con chở đi, nhà ngoại cũng làm không, ổng có điện hỏi thăm gì đâu. Mà giờ chuyện này cái ổng lên ổng nói ổng thương này kia. Thật là giờ hai chị em con nói hẳn luôn là không nhận ổng làm ba nữa. Chúng con đổi thành họ Phạm luôn, theo họ mẹ, không theo họ ông nữa. Có điện con thảo luận với ba con là giấy tờ vậy đó đi chia làm bốn rồi. Ba lấy hết phần thì còn ba phần đó là bên phía hai con với mẹ con. Sao ba rồi lấy nữa? Thì ba có nói là ba tính với con là bỏ đi kiếm mẹ là hết mấy chục triệu gì vậy đó. Thì con mới nói là thì bên ba sức, bên nhà ngoại con cũng sức cũng nhiều lắm. Và ba đòi nữa, rồi lấy về tiền mấy con ăn học. Cái ba mới cúp ngang. Không biết ba suy nghĩ sao mà hồi ba điện lại thì ba chịu. Ba nói giấy tờ thì ba tính với bạn hàng, còn tiền thì bạn hàng sẽ chuyển lại cho con. Thì mấy tuần trước thứ hai là bên bạn hàng của mẹ cũng chuyển tiền cho con xong rồi. Đính chính lại là cái đó không phải ba của ba con, mà cái đó là tiền bạn hàng chuyển cho mẹ con, cái đó là phần của ba mẹ con. Con chắc chắn 100% luôn là ba con giết mẹ con đó. Con nói thiệt, con đủ nhận thức, con biết, con chắc chắn luôn. Giờ không biết mẹ con mà không biết, không ổng không hối cả, không quay đầu gì hết trơn á. Bây giờ ông còn lấy tiền nhà cửa xe lan này kia ra cá cược. Chẳng khác gì ông như là ông đuổi con với em con đi ra đường á, ông lấy cái nhà này ông đi cá cược vậy đó. Giờ còn lấy ra ông cá cược gì nữa. Từ đó giờ là ông không có quan tâm mấy con. Từ lớp 10 là hỏi cái cuộc điện thoại nào ông điện với con không là không luôn. Từ cái chuyện của mẹ con không có liên hệ ông trước, con đảm bảo 100% là ông cũng không biết số điện thoại con nữa. Giờ ông còn chuyện mẹ mà không biết quay đầu hối cải, mà còn lấy tiền ra cá cược đuổi đi, như là đuổi đi khỏi nhà ông ở, lấy tiền này ra chơi bời như cái máu không chịu, cái máu trong người ông không bớt cái gì á. Nhưng mà con nói thiệt là trước cái ngày mẹ mất thì không quan tâm con, thì bình thường đi con không nói gì. Nhưng mà từ khi mẹ con mất tới giờ cũng được 40 ngày rồi. Con nói thiệt luôn là bên dòng họ nội á, bà Năm, bà Mừ hay gì đó, không có điện hỏi thăm con một câu luôn.
không có nói gì tới hai chị em con luôn. Còn ba con có điện á, con á thì trong cuộc gọi á, hỏi nhiều nhất là hỏi tiền thôi, chứ không có hỏi gì tới sức khỏe hay là con họng sao chứ. Mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Trong cái bản tin ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ việc của chị Hà té xà lan thì 12 ngày mới tìm thấy. Thì cái tầng này là tầng rất là quan trọng nha cô chú anh chị. Tầng này thì nếu mà không lầm á thì gia đình sẽ nhận được cái bản kết quả khám nghiệm tử thi, thì sẽ cho biết hết tất cả ngọn nguồn cái câu chuyện này có phải là chị Hà bị té xà lan hay do một ai đó tác động hay không, và có chủ mưu hay không. Đó thì tầng này chắc chắn là sẽ có nha cô chú anh chị. Và đặc biệt thì cái tầng này cũng là cái thắt cuối cùng của chị Hà là 7749 ngày của chú anh chị. Thì không biết là tầng này anh Tuấn này anh có về hay không, chứ tầng trước là không có về. Và nhiều người đang rất là mong chờ, và Tiến cũng muốn cung cấp cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ việc của chị Hà. Thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe nha. Giờ là nó áp lực cái chuyện là cha nó là không cho điện nó là 3 năm trời. Nó bây giờ thêm một phần là mẹ đã mất nữa, nó áp lực càng nhiều nữa, nó áp lực càng cao nữa. Cái chuyện học hành á thì nó trả lời với mình thì bình thường, chứ anh sẽ biết cháu nó học như thế nào. Nếu con người mà học người cha mẹ bình thường đi, không có ai đi học nó tiến bộ kém và cao. Nếu mà trong gia đình mà có cái gì mất mát một cái thì cái đó là 10 phần đến học chỉ được có một phần thôi. Nói cái tâm lý là học được chỉ có một phần thôi. Chứ còn 9 phần kia là nó đau khổ cỡ nào rồi. Cái tâm lý nó cao lắm, nó rất là cao. Thì cháu nó giữ bình tĩnh trả lời được câu nói đó thì mình là người chú, người cậu, mình rất quan tâm. Mà anh mới biết nó học chứ hồi đó nó học 10 phần chứ bây giờ nó chỉ học được 1 chứ 2 phần thôi, chứ nó không được học được 7 phần đâu. Có thể tại vì cái áp lực nó quá lớn. Nó bây giờ như giả sử như tụi em đi, anh nói thí dụ thôi nha. Bây giờ như mấy đứa em làm thầy giáo, cô giáo vậy đi, mà nếu gia đình của mình mà có vậy đó rồi mấy em dạy nổi hay không, chứ đừng nói là một đứa học sinh. Cái áp lực nó càng cao nha, nó càng cao lắm. Tại vì anh không có học nhiều thiệt, mà cái tâm lý con người đó, thì nó quan trọng, mà nó áp lực thì nó càng cao, thì lúc đó nó càng suy nghĩ nó không có nông cạn. Bởi vì mình nó nói là ngày qua nó bút nó như là nó cái nó áp lực quá nhiều đi, nó mới thô lỗ ra được đó, thì nó mới nhẹ nhõm được. Nếu mà nó con bé Linh mà ngày qua mà nó không tiết lộ ra đó, nó không có nói ra cái mức của nó trong lòng đó, thì nó áp lực cũng càng cao nữa. Nó nói ra được đó là nó nhẹ, nó nhẹ được là anh nói trong ra là 10 phần nó nói ra là nó nhẹ có khoảng chừng 70%, chứ nó còn 30% nó áp lực trong đó nữa đó. Chứ không phải là không. Nói chung mình người lớn em mà mình còn chịu không nổi, đừng nói gì thì đó. Mà thằng nhỏ thì nó không có áp lực bằng con nhỏ lớn, tại vì thằng nhỏ nó không có biết suy nghĩ. Ví dụ mẹ chết thì biết mẹ chết thôi, chứ đâu có biết đau khổ hay là mà khi này kia cái nọ. Từ nhỏ tới lớn hình như là nó không có gần ba mẹ nhiều, nó bởi vậy bên bà ngoại mà. Thì đó, nó sống với bà ngoại là đứa nào cũng sống với bà ngoại, là mới sinh ra mới có mấy tháng là sống với bà ngoại rồi, đâu có tiếp cận cha với mẹ đâu. Mà cha mà sống với con đó mười mấy tuổi đầu mà chưa biết số điện thoại của con. Bây giờ anh nói thí dụ như cha ghẻ bây giờ cũng biết số điện thoại con ghẻ nó chứ đừng nó mà không biết. Mà cha ruột mà cái này anh thấy thằng Tấn này nó sống, nó suy nghĩ, nó suy nghĩ sao anh không hiểu nổi. Có thiệt, nếu bổn phận mình làm cha mình phải làm cho tròn. Dù mình có tội hay không tội mình cũng phải mình về mình làm phải chu toàn, để cho cơ quan nhà nước người ta giải quyết.
chứ không phải là nói là vợ mình về đem về chôn cát rồi lỡ đốt cái nhang đó không dám nhìn mặt con vợ con cái nữa. Ủa mình làm tròn bổn phận rồi cho là sao nó bởi vì anh đi xuống dưới trước là anh dưới anh thăm là mẹ của Hà trước tiên là mình đốt cái nhang cho cô Hà với mấy đứa cháu với hai nữa là anh tính gặp Tấn tại vì Tấn nghe nói nó cũng thường thường nó ưa về đốt nhang. Nếu nó về đốt nhang thì anh kêu nó vô anh nói chuyện với nó anh phiên nó được không được hả? Từng này không có, nghe nói cái tuần trước á, tuần trước nữa là Tấn nó mới về. Chứ hai tuần này là nó mới về. Ý là anh muốn gặp nó là anh kêu nó vô nói chuyện cho nó. Nếu nó suy nghĩ nông cạn á thì nó ra đồ thú thì nó được nhẹ. Nó bởi vậy anh không có phải là mình nói chung ra cái nóng ruột ai cũng phải nóng rồi. Mình là cộng đồng mạng mình nóng ruột mà. Mình là cộng đồng mạng mà dám cá cược cái mạng sống của anh với cái dãy đổi cánh tay của nó thôi mà anh dám cá cược mà. Mà anh có nghe cái đoạn mà mấy đứa bé nói cái vụ mà nó đổi họ mà. Có chứ. Tại vì anh ngồi trước mà. Lúc đó là sao mà nó... Lúc đó anh ngồi mấy anh quay nó ngồi anh cũng ngồi kế mà. Dạ. Lúc đó là sao mà nó nói cái đoạn đó đó. Tại vì nói chung ra là cái đoạn đó là nó nghĩ là tại vì ông già nó là lấy tiền là tính ra cái số tiền 5 tỷ đó là quy cái nhà đó là 2 tỷ. Là cái xà lan đó là 3 tỷ là 5 tỷ là lấy đi cá cược là không như là đuổi mấy đứa này ra khỏi xa khỏi nhà đó. Như chúng chiếm đoạt tài sản đó. Thì nó bức xúc quá, nó mới đòi không có nhận người làm cha với đòi lấy họ mẹ nó đó. Là cái đó nó bức xúc, nó phải nổi lên. Chứ con nít không bao giờ ai xúi nó. Không bao giờ ai xúi. Nếu mà xúi đi nữa nó cũng nói chật lắm. Anh nói thiệt, nếu mà đứa nào đi, anh xúi nó đi. Mà nếu lại nó phỏng vấn với mấy em đi, nếu mà nó phỏng vấn đúng như là anh xúi nó, cái gì anh cũng chịu. Anh dám nói thật. Tại nói chung ra thì nó áp lực trong đó thì nó nghĩ cái nào thì nó nói ra cái đó. Chứ nếu bây giờ em không tin phải không? Để anh lại anh xuống nhỏ đó đi lại đây mà em phỏng vấn đi anh suối nó nói câu đó đi mà nếu mà nó nói trúng ăn cái gì anh cũng chịu hết. Đó. Không bao giờ. Bởi vậy nhiều khi á anh cũng biết cộng đồng mạng á Bình Tấn nó bức xúc cái vụ mà cũng với Linh này nó phát biểu hôm qua nữa anh cũng biết nữa chứ không phải không anh không biết nữa anh biết là bên đó bức xúc là bức xúc cái vụ gì không là ý á, là Bình Tấn anh suy nghĩ đó nghe Bình Tấn á nghe là nói chắc A Xin này xúi dục con với Linh này nói ra câu đó rồi mà cái này không nghe không bao giờ. Tại vì anh cũng có chứng kiến mà chứ phải anh không có chứng kiến tại chỗ đâu mà anh nói được. Tại vì nói chung ra thì nó đã bức xúc đó từ lâu với cái tình của cha nó đối với mẹ của nó từ đó tới giờ đó mười mấy năm trời. Đó, mà tại lúc đầu á lúc đầu á là chia đôi. Lúc đầu thì không có chia. Lúc đầu á mua xà lan về sống được vài năm thì không có chia. Mà từ 13 năm đổ về đây mới chia làm tư. Là lúc đó con với Linh này là cũng phải nghĩ rồi, cũng phải nghĩ gì người cha nó như thế nào. Nó bây giờ đó gây án là giết mẹ nó nữa thì nó áp lực nó càng cao nữa thì nó nghĩ suy nghĩ gì thì nói nó bắt được đó nó suy nghĩ gì thì nói đó thôi chứ như giờ như anh đi giờ gia đình anh không có gì nè anh đâu có áp lực anh đâu có nói nó bây giờ thí dụ như con của anh đi bây giờ tụi em là phỏng vấn đi nói mấy em xúi dục luôn đi cha em làm cái gì rồi nó kể cho nghe.
Đó thì cô chú anh chị cũng vừa được nghe một cái sự chia sẻ của bà con ở gần nhà của chị Hà, cũng nói lên những cái sự việc của chị Hà với anh Tuấn Xà Lan này. Và mọi người cũng đang rất là ngóng chờ cái tuần này, và phải gọi là chờ đợi luôn á. Có kết quả thì em sẽ thông tin cho cô chú anh chị. Nhưng nói tóm lại là đây là tất cả những thông tin bên trên thì chúng ta chỉ mang giá trị tham khảo, chứ không có nhằm quy kết hay buộc tội bất kỳ ai trong cái vụ việc này. Còn việc đúng sai, sai trái và xử lý như thế nào thì mọi người phải đợi chờ cơ quan chức năng, họ sẽ giải quyết cái vấn đề này, và kết quả như thế nào chúng ta phải ngồi đợi nha. Đó thì rất là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cô chú anh chị nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp Tiến nha. Thì mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.